Ba điều viết cho đàn bà, đời trông gai đến mấy cũng sẽ vượt qua. Quý vị và các bạn thân mến, phụ nữ thường rất dễ phạm sai lầm này, lúc nào cũng nhìn vào người khác rồi sống theo, hay thậm chí là cố gồng bản thân để cho người khác nhìn vào. Cuộc sống như vậy liệu có đáng không? Thứ nhất, đừng hiền quá để người ta bắt nạt, đừng ngốc quá để người ta đùa giỡn. Nhiều người đưa sự hiền lành ra để làm chuẩn mực cho một người phụ nữ. Dĩ nhiên, một cô nàng ăn nói nhỏ nhẹ, cư xử chừng mực, luôn chiếm được thiện cảm từ mọi người. Đúng, hiền lành là điều tốt, nhưng hiền lành quá thì lại là chuyện khác. Người ta chỉ xem bạn như cái sọt rác mà thôi. Phụ nữ đừng hiền quá, đừng cái gì cũng không biết tranh giành, rồi sợ làm người khác đau lòng. Họ làm bạn tổn thương mà họ cũng đâu có suy nghĩ gì nhiều. Khi bạn cứ hiền lành như cục đất, ai nói gì về bạn cũng được, ai nhờ vả bạn cái gì bạn cũng làm, thì lâu dần người ta sẽ nghĩ bạn quá đơn giản để bắt nạt. Đôi khi bạn phải bỏ cái mác gái ngoan hiền để làm gái đanh đá. Chí ít bạn nổi loạn một chút thì người ta sẽ không lợi dụng bạn. Đừng nghĩ rằng lúc nào làm công chúa dễ thương là đúng. Hãy cứ làm phù thủy đi, chắc chắn người ta không dám động tới bạn, cũng không dám nghĩ đến chuyện lợi dụng bạn hết lần này đến lần khác. Hãy thôi ngu ngốc tin vào những tình cảm mơ hồ để người ta đùa giỡn với bạn đi. Thứ hai, đừng sống cho người khác coi, cũng đừng coi người khác để sống. Phụ nữ thường rất dễ phạm sai lầm này, lúc nào cũng nhìn vào người khác rồi sống theo, hay thậm chí là cố gồng bản thân để cho người khác nhìn vào. Cuộc sống như vậy liệu có đáng không? Bạn là bạn chứ không phải là người khác. Đừng làm theo ý kiến của thiên hạ. Chỉ cần bạn sống thấy hạnh phúc thì thích làm gì cứ làm. Đừng nhìn vào một người mà đi sai con đường dưới chân mình. Thứ ba, bất kỳ một sự đả kích nào cũng không nên trở thành cái cớ cho bạn sa ngã. Đừng bao giờ chỉ vì bị đàn ông bội bạc rồi cho mình cái cớ sa ngã. Hãy nhớ rằng bạn không thể thay đổi thế giới, nhưng bạn chắc chắn là thay đổi được thế giới của bản thân mình. Việc cần làm là lựa chọn con đường đi đúng đắn và kiên trì bước tiếp. Đá còn có thể mòn, huống chi là lòng người. Thay đổi trước sau, âu cũng là chuyện thường tình. Duyên là do người giữ, hết thương rồi có cố mãi cũng bằng không. Chồng con ốm, vợ chăm, nhưng khi vợ ốm vẫn phải cơm nước đầy đủ. Nghề nào cực khổ như nghề làm vợ. Quý vị thân mến, khi có con, những lúc con sốt, con đau, người phụ nữ là mẹ bất cứ ai mà không xót xa, không buồn lòng vì con mình ốm. Thương con nhiều nên người mẹ càng lo lắng. Tất thảy mọi người, từ già đến trẻ, đều một tay người vợ chăm sóc, người chồng có thể lo lắng, phụ giúp được bao nhiêu. Vốn dĩ, cuộc đời này là một chuỗi những sự việc không ai có thể ngờ đến, là hàng tá những việc khác đổ dồn lên đôi vai gầy của người phụ nữ làm vợ. Ngày trước, khi vẫn còn là con gái, cô gái nhỏ ấy đã luôn được bố mẹ cưng chiều, yêu thương, bao bọc hết mực. Rồi đến ngày lấy chồng, trở thành người phụ nữ đã có gia đình, tất thảy những ngọt ngào được nhận trước kia của người phụ nữ ấy dần dần biến mất. Thời gian đầu mới cưới, cuộc hôn nhân êm đẹp sẽ khiến người phụ nữ lầm tưởng rằng cả đời mình sẽ mãi được sống trong yêu thương. Nhưng không, đến một ngày người phụ nữ sẽ nhận ra rằng trong tất cả những việc mình làm, cái nghề cực khổ nhất lại chính là việc mình đang theo đuổi hàng ngày, là việc mình làm vợ.
Người phụ nữ họ vẫn luôn tận tụy hy sinh như thế. Khi có gia đình, họ có phận sự phải chăm sóc bố mẹ chồng khi bố mẹ chồng ốm đau. Bố mẹ chồng đau ốm không thể phó thác trách nhiệm của một người con dâu cho người khác. Một tay người con dâu cẩn thận chăm sóc bố mẹ chồng mà không một lời phàn nàn. Rồi đến khi chồng đi công việc, chồng uống rượu, mệt mỏi, nôn tất cả, đều một tay do người vợ dọn dẹp, chăm sóc tận tình. Khi có con, những lúc con sốt, con đau, người phụ nữ là mẹ bất cứ ai mà không xót xa, không buồn lòng vì con mình ốm. Thương con nhiều nên người mẹ càng lo lắng. Tất thảy mọi người từ già trẻ đều một tay người vợ chăm sóc. Người chồng có thể lo lắng, phụ giúp được bao nhiêu? Tất cả những điều đó không cần phải nhờ cậy, không phó thác, mà người vợ ấy có thể hoàn thành không một lời phàn nàn, trách móc. Nhưng rồi, tất thảy đều quên rằng mình cần quan tâm đến người phụ nữ của mình hơn, đặc biệt là người chồng. Khi mọi người ốm đau, được chăm sóc, vậy mà ngày vợ ốm, chẳng ai chăm sóc đã đành, còn phải tự mình làm mọi việc, tự cơm nước đủ đầy cho bố mẹ chồng, cho chồng. Họ vẫn tận tụy chăm sóc con cái mà không thể bỏ mặc. Cái nghề làm vợ hình như cực khổ quá. Nếu chọn đúng chồng, đúng gia đình chồng biết quan tâm, thì có lẽ người phụ nữ khi trở thành vợ sẽ đỡ khổ cực hơn một chút. Gia đình anh và cô cũng vậy. Vợ ốm, anh vẫn đi làm. Trở về nhà, nhìn mặt mũi vợ đỏ au trong bếp, tất bật với cơm nước, mà lòng anh nghẹn lại. Anh ôm lấy vợ xót xa. Em nghỉ ngơi đi một chút. Ốm thế này, sao còn ra đây làm việc? Đúng lúc mẹ chồng đi xuống rồi nhẹ nhàng. Con mệt thì lên phòng nghỉ đi, để mẹ làm nốt cho. Nhưng con cũng làm sắp xong rồi ạ. Cứ để đó con ạ, lên phòng nghỉ ngơi đi. Dạ, vậy con cảm ơn mẹ. Anh đỡ vợ lên phòng, ôm vợ một chút rồi dậy bật nóng lạnh. Đợi nước ấm rồi tắm cho con. Người vợ mệt quá thiếp đi một lúc. Khi tỉnh dậy, cơm đã được dọn sẵn lên cho cô ăn. Ăn xong, cô cố xuống thì thấy ai đó đã dọn dẹp xong tất cả cho mình. Bếp gọn gàng, con thì đã ngủ ngoan. Nhìn chồng đang hì hục giặt đồ, người vợ như cô lại cảm thấy ấm áp. Đàn bà, khi trở thành vợ, họ cần sự quan tâm từ người chồng nhiều hơn. Cái nghề cơ cực nhất của phụ nữ, đó chính là nghề làm vợ. Đàn ông đừng bao giờ để vợ mình gánh vác nghề đó một mình. Học cách thương yêu vợ hơn, luôn bên cạnh chăm sóc vợ, chính là điều tuyệt vời nhất mà người chồng có thể làm vì vợ mình. Còn gia đình chồng, hãy yêu thương con dâu hơn, hãy biết cách san sẻ với con dâu những khó khăn để cuộc hôn nhân của con trai mình êm ấm, hạnh phúc. Để con dâu cảm nhận được rằng nơi cô ấy sống là gia đình của mình, chứ không phải là gia đình nhà chồng. 5 dấu hiệu cho thấy chồng đang căng thẳng, vợ nên biết để khéo léo hơn trong cách cư xử. Các bạn thân mến, đôi khi chồng về nhà hay cáu gắt với vợ, rất có thể anh ấy đang rất căng thẳng. Sau đây là 5 dấu hiệu cho thấy chồng bạn đang bị căng thẳng nặng nề. Thứ nhất, không hứng thú với mọi hoạt động. Đàn ông rất khó để bày tỏ thẳng thắn cảm xúc của mình với người khác, nhất là nói những vấn đề khó khăn của mình với vợ. Đó là bởi các ông chồng cảm thấy xấu hổ và lo lắng với tình trạng hiện tại. Anh ấy có thể không có hứng thú với các hoạt động thường ngày, như dành thời gian cho đam mê của mình, không chơi thể thao, không trêu đùa với vợ con như ngày thường. Thứ hai, hay cáu gắt vô cớ. Dấu hiệu căng thẳng dễ nhận biết nhất ở đàn ông đó là dễ cáu gắt với người khác. Những người căng thẳng thường rất nhạy cảm
và hay cáu kỉnh. Đàn ông cũng vậy. Do đó, nếu thấy chồng thường xuyên cáu gắt với vợ con, với những người trong gia đình, rất có thể anh ấy đang gặp một vấn đề nào đó ở cơ quan hoặc với đồng nghiệp. Thứ ba, tránh mặt mọi người. Giao tiếp, kết nối với mọi người là điều làm cho chúng ta hạnh phúc mỗi ngày. Nhưng dấu hiệu chồng bạn có thể đang căng thẳng, đó là bỗng nhiên tránh mặt mọi người. Anh ấy có thể đang gặp một khó khăn, làm ăn thất bại, nên rất xấu hổ khi gặp gỡ người khác. Bạn có thể nhận thấy điều đó nếu chồng trước đây là một người thân thiện, hay quan tâm đến người khác, hay tụ tập bạn bè. Thứ tư, căm ghét bản thân hoặc người khác. Chồng cảm thấy mệt mỏi, đau đầu vì công việc, và anh ta có thể có cảm giác căm ghét bản thân, căm ghét cả thế giới. Đôi khi chồng bạn có thể tức giận với người khác, nhưng hơn hết, anh ấy rất ghét bản thân mình, cảm giác không thể tha lỗi cho bản thân khi mình có lỗi. Họ cũng cảm thấy xấu hổ khi điều mà họ mong muốn đã không đạt được. Thứ năm, hay say rượu. Một dấu hiệu khi chồng căng thẳng đó là hay say rượu hay hút thuốc, điều mà trước đây chồng bạn không bao giờ làm. Nếu thấy chồng hay đi sớm về muộn, ít ăn cơm ở nhà, say rượu suốt ngày, rất có thể anh ấy đang gặp khó khăn, căng thẳng, nên anh ta tìm đến những điều đó để quên đi nhanh chóng hơn. Với trường hợp này, vợ nên bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân vì sao. Đừng vội trách móc hoặc kết tội chồng sa đà vào những thói quen xấu. Các chuyên gia cho rằng, khi nhận thấy dấu hiệu căng thẳng, lo lắng thái quá ở chồng, người vợ nên biết cách thông cảm với họ. Vợ cũng có thể nhẹ nhàng nói chuyện, hỏi han và an ủi. Nếu tình trạng này kéo dài, không thể tìm ra lối thoát, bạn nên tìm cách giúp đỡ từ các chuyên gia là tốt nhất. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.